nguồn tin từ cảnh sát Philippines, ngày 14 tháng 3, lực lượng cảnh sát đã đột kích một trung tâm lừa đảo ở Philippines và giải cứu hàng trăm người bị buộc làm việc tại đây, trong đó có nạn nhân là người Việt Nam. Qua ghi nhận, cảnh sát Philippines cho biết họ thực hiện chiến dịch đột kích này dựa vào tin báo của một người đàn ông Việt Nam, được cho là đã trốn thoát khỏi khu nhà, là một khu phức hợp rộng lớn ở phía bắc thủ đô Manila. Theo ông Gilberto Cruz, giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm dẫn đầu cuộc đột kích, những người được giải cứu cho biết, trung tâm này thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm, lừa đảo tiền điện tử và các hoạt động lừa đảo khác. Các nạn nhân bị kiểm soát bằng cách tịch thu hộ chiếu, thế nên họ không thể rời đi. Tại thời điểm tiến vào khu phức hợp trên, cảnh sát cũng đã bắt 8 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ. Cuộc đột kích đã giải cứu tổng cộng 54 người Việt, 432 người Trung Quốc, 371 người Philippines, 8 người Malaysia, 3 người Đài Loan, 2 người Indonesia và 2 người Rwanda. Theo thông tin từ Giám đốc Điều hành Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tội Phạm, ông Gilberto Cruz cho biết, những nạn nhân không đạt chỉ tiêu đã bị tổn hại về thể chất, bị cấm ngủ hoặc bị nhốt trong phòng. Ngoài ra, vị giám đốc này cũng đã nói với AFP rằng một số lượng không xác định người Philippines được tìm thấy tại địa điểm này sẽ được thả mà không bị buộc tội vì họ chỉ ở đó để làm nhân viên bảo trì hoặc an ninh. Lực lượng cảnh sát cho hay, khu phức hợp rộng 10 hectare ở Bamban này được ngụy trang thành một công ty trò chơi Internet. Tại đây, gồm 36 tòa nhà văn phòng và ký túc xá. Trong đó, các nạn nhân đã tham gia nhiều vụ lừa đảo trực tuyến khác nhau và bị đe dọa gây tổn hại về thể chất hoặc bị các hình thức trừng phạt khác. Trên khắp Đông Nam Á, các trung tâm lừa đảo đang xuất hiện ngày càng nhiều với các tổ chức tội phạm dụ dỗ, bắt cóc hoặc chen ép buộc công nhân tham gia các hoạt động trực tuyến lừa đảo. Qua thống kê từ Văn phòng Ma túy và Tội phạm Liên Hiệp Quốc, ngành lừa đảo đang thu về lợi nhuận bất chính hàng tỷ USD. Năm ngoái, cảnh sát Philippines đã bắt giữ gần 3.300 người trong hai cuộc đột kích quy mô lớn vào những nơi được cho là các trung tâm lừa đảo ở Manila. Ở một diễn biến khác, mới đây, hơn 100 công dân Việt Nam vừa bị bắt giữ ở Campuchia do đánh bạc trái phép và 18 công dân Việt Nam bị bắt ở Thái Lan vì tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến. Cụ thể, theo thông tin từ tổng lãnh sự quán Việt Nam Sihanouk ngày 9 tháng 3, hơn 100 công dân Việt Nam làm việc trái phép tại một cơ sở lừa đảo đánh bạc trực tuyến đã bị cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, ngày 11 tháng 3, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville đã phối hợp với các cơ quan chức năng phía Campuchia và trong nước tiến hành thủ tục lãnh sự để tiếp nhận những công dân này qua cửa khẩu quốc tế Chak đến Hà Tiên. Theo báo Khmer Times đưa tin, ngày 9 tháng 3, cơ quan chức năng Campuchia đã thực hiện một cuộc đột kích vào sòng bạc Paradise Iceland cũ ở Sihanoukville và phát hiện 172 người nước ngoài trong đó có 43 phụ nữ là công dân của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm 109 người Việt Nam, 54 người Thái, 8 người Đài Loan, Trung Quốc và một người Trung Quốc. Trong khi đó, ngày 10 tháng 3, cảnh sát Thái Lan bắt giữ một nhóm của 18 công dân Việt Nam liên quan đến các hoạt động đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp. Báo chí Thái Lan đưa tin, cơ quan chức năng đã triển khai vụ khám xét ngôi nhà ở quận Ramachín ở thủ đô Bangkok vì nghi ngờ có hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Tại đây, 10 nam giới và phụ nữ bị bắt tại hiện trường, đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc tổ chức đánh bạc trực tuyến và lôi kéo người khác tham gia. Khi thẩm vấn, các nghi phạm đã thú nhận họ đóng vai trò quản trị viên của các trang cờ bạc trực tuyến. Họ tiết lộ rằng hoạt động này do một công dân Việt Nam khác chủ mưu. Cuộc điều tra cho thấy, ngôi nhà được thuê từ tháng 11 năm ngoái để làm cơ sở cho các hoạt động cờ bạc trực tuyến. Toàn bộ những người bị bắt đã bị giao cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục tố tụng. Chiều ngày 14 tháng 3, tại họp báo thường kỳ, báo chí đề nghị Bộ Ngoại giao cho biết công tác bảo hộ công dân đối với 100 công dân Việt Nam bị Campuchia bắt giữ và trục xuất do liên quan đến cơ sở đánh bạc Sihanoukville gần đây và 18 người Việt bị Thái Lan bắt do điều hành đường dây cá cược trực tuyến tại Bangkok. Liên quan đến vụ việc 18 công dân Việt Nam bị Thái Lan bắt giữ, người phát ngôn cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin và xác minh nhân thân của những người này. Theo thông tin của đại sứ quán Việt Nam, 18 công dân bị bắt giữ do hành vi tham gia tổ chức trò chơi, trò lừa đảo, giúp quảng cáo hoặc mời gọi trực tiếp, gián tiếp người khác chơi đánh bạc thông qua các phương tiện điện tử mà không được phép của cơ quan chức năng. Đến nay, đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vẫn tiếp tục theo dõi sát vụ việc và đề nghị các cơ quan chức năng sở tại bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Đồng thời, các cơ quan Việt Nam đã và đang tiến hành biện pháp bảo hộ công dân. Người phát ngôn chia sẻ, trong suốt thời gian qua, người dân đã từng chứng kiến và được thông tin về rất nhiều vụ việc tương tự. Do vậy, sau loạt sự việc xảy ra, Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước những lời mời chào ra nước ngoài làm việc theo kiểu việc nhẹ lương cao, hoặc không yêu cầu về bằng cấp trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp cũng như các tổ chức phái cử lao động. Trong đó, công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc đơn vị địa điểm làm việc và thân nhân người giới thiệu chế độ bảo hiểm quyền lợi được hưởng để có quyết định đúng đắn trước khi ra làm việc tại nước ngoài. Thời gian gần đây ngày càng xuất hiện nhiều đường dây tội phạm tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép đã hình thành với sự cầu kết giữa các đối tượng ở trong và ngoài nước. đáng chú ý chỉ trong năm 2023 lực lượng công an đã tiếp nhận hơn 1.000 người Việt từ Campuchia và Philippines. Họ là những nạn nhân bị cưỡng bức làm việc trong các sòng bạc tại những nước này. Liên quan đến tình trạng trên, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, nhiều đường dây tội phạm tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép đã hình thành với sự cầu kết giữa các đối tượng ở trong và ngoài nước, cả người Việt Nam và người nước ngoài. Địa bàn hoạt động của các đường dây này rất đa dạng, từ Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và một số nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Malaysia, Myanmar, cũng như nhiều nước châu Âu như Mỹ, Canada với hành trình xuất cảnh bằng cả đường bộ, đường biển và đường không. Theo đó, một trong những phương thức thủ đoạn chủ yếu để đưa công dân Việt Nam di cư xuất cảnh trái phép ra nước ngoài là tìm kiếm, dụ dỗ nạn nhân sang các quốc gia gần biên giới với Việt Nam để làm việc nhẹ lương cao, tổ chức cho nạn nhân xuất cảnh mà không cần chứng minh tài chính, băng cấp và thủ tục nhanh gọn. Sau khi công dân Việt Nam được đưa ra nước ngoài, họ sẽ được bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt và làm việc tại các khu biệt lập có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ, cắt liên lạc với gia đình người thân. Những công dân này bị thu giữ hộ chiếu, ép buộc ký hợp đồng lao động và cưỡng bức làm việc, nếu muốn nghỉ việc sẽ phải đền bù một số tiền lớn. Ngoài ra, người đưa người đi xuất nhập cảnh trái phép còn lợi dụng chính sách miễn thị thực ở một số nước hoặc qua con đường du lịch, thương mại, học tập để gom người xuất cảnh hợp pháp. Sau đó, tổ chức cho trốn ở lại hoặc xuất cảnh bất hợp pháp đi nước thứ ba. Trong quá trình liên lạc, thỏa thuận, các đối tượng thường sử dụng sim giác qua tài khoản mạng xã hội ẩn danh, giao dịch chuyển, nhận tiền trực tiếp, không có biên nhận, biên bản hoặc qua tài khoản ngân hàng mang tên người khác qua các dịch vụ chuyển tiền trung gian. Được biết, các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép sẽ thường tập trung lôi kéo, dụ dỗ những người trong độ tuổi lao động, không có việc làm, có người nhà lao động ở nước ngoài có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài. Về phía người dân, bên cạnh nhiều trường hợp bị lừa đảo, lôi kéo trở thành nạn nhân, cũng có rất nhiều trường hợp chủ động kết nối với các đối tượng trong đường dây phạm tội để xuất cảnh trái phép, sau đó trở thành nạn nhân và chịu hậu quả nặng nề. Dựa trên số liệu thống kê, Trung tướng Tô Ân Sô cũng cho biết, năm 2023, Công an tại các địa phương phía Nam đã tiếp nhận từ phía Campuchia hơn 600 người làm việc trong các sòng bạc, được phía Campuchia giải cứu, trao trả về nước. Vào tháng 5 năm 2023, phía Philippines đã giải cứu được 437 người Việt Nam bị cưỡng bức làm việc trong các sòng bạc tại nước này. Đến tháng 12 năm 2023, hàng ngàn công dân mắc kẹt tại cuộc chiến sự ở Myanmar được đảng và nhà nước ta giải cứu bảo hộ về nước. Trong đó, có rất nhiều người thuộc diện xuất cảnh trái phép hoặc là nạn nhân của các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép. Theo Trung tướng, việc hình thành các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép và công dân Việt Nam tìm cách nhập cảnh, cư trú trái phép tại các nước đã tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó là gây ra nhiều hệ lụy như ảnh hưởng xấu đến thương hiệu du lịch Việt Nam. Công dân Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc xin cấp thị thực không chỉ diện du lịch, nhiều nước sẽ cân nhắc khi đưa Việt Nam vào danh sách được miễn thị thực. Đồng thời, còn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp lữ hành có hoạt động du lịch lành mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, an toàn tính mạng của công dân như bị theo dõi giám sát, cưỡng chế trở thành nạn nhân mua bán người. Chính vì vậy, người dân cần tìm hiểu kỹ, nâng cao nhận thức, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, di cư trái phép, mua bán người và những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu có cơ hội dụ dỗ lôi kéo đưa ra khuyến cáo, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, khi có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài, người dân cần liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Các công ty du lịch xuất khẩu lao động uy tín có giấy phép lữ hành quốc tế, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục. Đặc biệt, không nghe và làm theo lời các đối tượng môi giới, tổ chức để được xuất cảnh hợp pháp. Đối với những người bị hại, cần xóa bỏ tâm lý mặc cảm, sợ bị trả thù, sợ ảnh hưởng đến danh dự nên không khai báo, khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác xác minh, giải quyết vụ việc liên quan. Đặc biệt, Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, người dân không tiếp tay, tham gia các hoạt động môi giới, tổ chức, đưa dẫn, giúp sức và xúi dục người khác xuất nhập cảnh trái phép. Kịp thời thông báo, tổ giác các đối tượng có hoạt động tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép cho cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra xử lý. Về phía cơ quan chức năng, đến nay, lực lượng công an vẫn sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi xuất cảnh. Tổ chức xuất cảnh trái phép nhằm giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam và các tổ chức doanh nghiệp.